Sau gần 10 năm làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Gronic Việt Nam, chị Hà Thị Diệu, trú tại xóm Đức Hòa, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, quyết định nghỉ việc khi sinh con trai thứ hai. Trong khi chờ tìm công việc mới phù hợp hơn, chị Diệu đã làm hồ sơ và nhận được quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 9 năm 2023. Mặc dù với khoản trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng chỉ là 3 triệu đồng, song cũng phần nào giảm bớt khó khăn cho gia đình nhỏ 4 người này. Em mang con nhỏ thì có thêm một khoản thì ở nhà không làm ra thu nhập, thì khi mà có thêm cái khoản bảo hiểm thất nghiệp này thì cũng giúp đỡ cho em được phần nào đấy về tiền sữa, tiền bỉm cho con em. Người lao động mất việc, nghỉ việc hay còn gọi là lao động thất nghiệp mà có một cái khoảng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ được giải quyết quyền lợi tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên. Khi đến đây thì người lao động sẽ được hưởng một khoản trợ cấp hàng tháng nhất định, đồng thời được giới thiệu tư vấn về việc làm mới và học nghề mới nếu có nhu cầu. Trong 9 tháng của năm 2023, đã có gần 9.400 người lao động đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên làm các thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền gần 173 tỷ đồng. Trong đó, số người địa phương nộp hồ sơ đề nghị hưởng chiếm gần 74%. Bên cạnh đó, việc thanh toán cho người lao động tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tháng theo quy định, Trung tâm còn tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 21.000 lượt người, gần 1.500 lượt người được giới thiệu việc làm và gần 200 người được hỗ trợ học nghề. Em được các anh chị giới thiệu rất nhiều những công ty cùng các vị trí khác nhau để em có thể tiếp cận và các công ty mới và công ty nước ngoài ở Việt Nam. Thì em đã tham khảo và tìm hiểu và lập CV cũng qua phỏng vấn mà đến tìm hiểu môi trường. Thì qua đó em đã tìm được cái công việc liên quan đến lĩnh vực mình học tập và kinh nghiệm mình có. Người lao động đã được hưởng các cái chế độ trợ cấp thất nghiệp nhằm bù đắp một phần thu nhập cho người lao động trong thời gian mất việc làm. Đồng thời, với khoảng 30% người lao động tham gia đề nghị hỗ trợ trợ cấp thất nghiệp đã được tư vấn giới thiệu việc làm và quay trở lại thị trường. Ngoài ra thì số lao động được hỗ trợ đào tạo nghề nhằm chuyển đổi nghề nghiệp cũng là một trong những chế độ được hỗ trợ thường xuyên và hỗ trợ trực tiếp cho người lao động có thể quay trở lại thị trường, có thể chuyển đổi và có thể khắc phục được tình trạng thất nghiệp trong thời gian vừa qua. Đồng thời, công tác tuyên truyền bảo hiểm thất nghiệp cũng đã hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất với tỷ lệ người lao động thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia tăng cao là một trong những giải pháp để hỗ trợ người lao động hưởng các cái chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy có thể nhận thấy khoản tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tháng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người lao động khi họ không còn nguồn thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cũng đã giúp người lao động nhanh chóng tái hòa nhập lại thị trường lao động. Tuy nhiên, để chính sách bảo hiểm thất nghiệp phát huy hiệu quả lâu dài, rất cần sự chung tay góp sức từ nhiều phía. Trong đó, cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người lao động nắm vững chính sách về bảo hiểm thất nghiệp, tự bảo vệ quyền lợi của mình, loại bỏ tâm lý chủ quan, ỷ lại cho rằng cứ mất việc thôi việc là được hưởng trợ cấp thất nghiệp.